Các bạn và các em thân mến, bây giờ thầy trò chúng ta cùng làm tiếp ví dụ số 6. Tính cho thầy các giới hạn sau đây. Đây cũng chính là các giới hạn có dạng vô định 0 trên 0 rất là hay. Mà đặc biệt những dạng này rất hay thi, đó là dạng chứa căn. Các em yêu quý, để ý vào đây chúng ta sẽ thấy như sau. Các cái bác này nó cũng có cái dạng phân thức nhé, mà nó có chứa căn. Các em phải lưu ý cách xử lý. Chúng ta bỏ thử các cái số này vào đây. Đó, thì em sẽ phát phải, hiện phải ra nó trúng dạng này rồi. Thế bây giờ cái cách xử lý căn đó là nhân liên hợp. Ta biết rồi đúng không? Chúng cái dạng không trên không là cái đặc sản để phải nhân liên hợp rồi Thầy cũng đã giới thiệu qua qua hồi học dãy số ấy Bây giờ chắc là chúng ta đã biết liên hợp rồi đúng không? À, khi trong bài mà có căn A trừ B Mình nhân đều cả tử và mẫu này với Căn A cộng B Để trở thành hẳn thức đó là cái nọ bình trừ cái kia bình Đấy là biểu, biểu thức bậc hai đấy Ở đây thì cho thêm cả một cái căn này hai cái căn luôn này ở đây có căn bậc ba này ở đây có căn hỗn hợp luôn u rồi ôi và đi thi nó cứ tăng dần mức độ khó như này, này cái câu này nó hay cho kiểu nhiều bạn không mà không học bài của thầy coi chừng là hoặc là không học thêm hoặc là học nếm gì đó thì chưa chắc đã là biết làm những cái câu mà nó đại khó về sau nó còn nhiều câu kinh lắm cái dạng không trên không này đa dạng lắm những câu này là những câu căn bản đầu tiên phải làm được khi học xong bài của thầy như vậy chúng ta thử tự xử lý trước xem mình có làm được không nhá Bây giờ ta chữa câu đầu tiên là câu A à, Kem tự thay âm 2 vào để biết được rằng đây là 0 trên 0 nhá Thay thử mà xem, đây thầy thay thử cho nghe Đây 3 2 là còn 1, 1 1 hết Thay vào đây, đây 2 x 4 là 8, 8 cộng 10, 10 10 hết luôn Đúng rồi vui chưa, thầy đã ghi dạng ra rồi <laughs> Còn mấy kia phải tự viết đấy Thế thì bước 1, nhân cả tử và mẫu này với căn của x cộng 3 rồi đổi dấu ở giữa là cộng 1. Thế thì hình thành hạng thức đó là cái nọ bình trừ đi cái chai bình luôn. Đúng không? A cộng B nhân A trừ B. A bình trừ B bình. Cái này bình lên, mất căn. Trừ đi một bình lên bằng 1. Như vậy, thầy xin phép thầy viết luôn thế này. Chứ thầy không có thời gian mà thầy còn viết thêm một cái liên hợp nữa. Ui, ui mỏi lắm. Các em thích em tự ghi nhân thêm cả cái bác này vào. Miễn là thầy vừa nhân thêm ở dưới thì chia xuống ở dưới là được Đây thầy vừa chia xuống đây Thấy chưa? À đây Tiếp tục Cái mẫu này thì phải xử lý ra Lấy máy tính bấm ra hai nghiệm nhá Một nghiệm là âm 2 Một nghiệm là âm 1 phần 2 Thế thì thay đổi dấu hết thành cộng 2 Cộng 1 phần 2 là đúng chưa đã nào? À khoan, e tăng Nó còn hệ số A bằng 2 nữa Các em mà quên không nhân hệ số A của thầy 2 vào Thì đem sai kết quả nghe Các em coi chừng nhá Thầy dặn dò rồi trong vừa bài trước ấy Đến đây trên tử Kem làm gọn đi Còn x cộng 2 Thì Kem phát hiện ra một điều là tí nữa x cộng 2 Và x cộng 2 này nó nó xẹt luôn nó Gặp nhau chết toi luôn Như vậy còn anh chàng hai này Kem nhân thẳng vào cái bác Bác nào đang dính phân Bác nào đang dính phân thì mình kéo cái bác 2 này vào đây Cho nó hết phân thì thôi Như vậy kéo bác 2 này vào đây tự nhiên nó sẽ rất đẹp Nó trở thành hai x cộng 1 <laughs> Nhiều bạn mà thông minh ý, thì bạn ấy sẽ sang bước này luôn nhưng mà đây là thầy cứ làm từ từ cho cẩn thận các em ạ. Còn mai sau giờ đi nhờ bạn đấy bạn đi vụt một phát sang đây luôn đấy. Nhanh lắm. Thì đến đây các em triệt tiêu hộ thầy và em thay số. Trên này triệt còn một. Ở dưới này các em thay số hộ thầy nhé Tự viết thay nhá. Cái việc thay số không thay được nữa thì không làm ăn gì đâu. Đấy tự thay nhé Đây, âm 4 giả nợ 1 là âm 3. Căn anh chàng này là 1. 1 cộng 1 thì là 2, thầy tính ra âm 1/6. Làm xong các em lấy máy tính để kiểm tra lại kết quả giúp thầy cho nó chắc ăn Đây Ấn Vinacan được cho nó chắc Can cho âm 2 được chưa? Hoặc là đằng sau cho âm 2 Đây đằng sau âm 2 đây đúng rồi đúng không? Vinacan là nhanh nhất trong trường này Đây Âm 0 bảy Máy nó làm tròn lên Ra ngoài Bấm chức năng alpha căn Trừ 0.16 alpha căn đây, 6 bị lặp đi lặp lại cho vào đây. Âm 1 phần 6, xong. Quá thông minh, quá nguy hiểm. Ok chưa? Như vậy là toàn bộ những cái gì mà thầy biết là thầy dặn dò cho hết rồi. Đấy, gọi là bè đến tận răng rồi. Chỉ việc 10 điểm thôi. Thế mà có không làm được nữa là chết. Cái căn này nó chết cái nó hơi dài một tí, chứ nó không khó. Có cái gì đâu mà khó. Chuẩn chưa? Nhớ hộ thầy nhá Công thức học mãi rồi. Đấy. Thế thì cứ... Ừ, hoặc là khái quát ngắn gọn thì như thế này nhé Còn máy kia nhỡ nó không có căn chỗ này thì bình lên hộ thầy Khái quát cho nó chắc ăn Đây sau khi liên hợp xong thì nó trở thành cả cái bác hằng thức này chia bác này Đấy cái cần phải nhớ Được chưa Chúng ta chuyển sang câu B Hai cái căn liền, hai cái căn thì chúng ta liên hợp cả tử lẫn mẫu Liên hợp của tử thì ta kéo xuống mẫu Liên hợp của mẫu ta lại kéo lên tử Vậy này vui nhỉ như vậy Nào Liên hợp với tử xong Bình hết lên Chúng ta được x cộng 2 Anh chàng này bình hết lên hộ thầy tôi được 4 Liên tử liên hợp của tử kéo xuống dưới Thầy kéo đúng rồi đúng không Tiếp tục Dưới mẫu bỏ căn Và anh chàng này bình lên Liên hợp của mẫu kéo lên trên <laughs> Đúng rồi còn gì nữa Đều thế nào gọi là đều cả tử lẫn mẫu Như vậy thầy trình bày như thế là rất dễ hiểu rồi đến đây thu gọn tự nhiên ở đâu để uh, sinh ra cái bác đó là bác x 2 đang đợi chờ mình hai bác thế là uh, đâm đầu vào nhau chết luôn à thế nên thay số vui ơi là vui như vậy chỗ này chỉ có chép đi chép lại thôi chứ đâu, đâu có gì được khó khăn đúng không người ta cho nhiều căn thì người ta bắt em liên hợp nhiều lần thôi có gì đâu thay số là xong ôi cái việc thay số thì nói thật với em quá dễ 3 phần hai nhớ hộ thầy nhé liên hợp trên kéo xuống dưới liên hợp là cái biểu thức ngược dấu ở giữa ấy còn liên hợp ở dưới kéo lên trên được chưa liên hợp bậc hai là một trong những cái dễ nhất rồi ấn máy tính ta cũng sẽ được kết quả nghe đẹp là một năm chuyện quá bình thường hy vọng là kem sẽ không bị mắc lỗi trình bày trong những cái trường hợp này nhớ chưa à, bây giờ chúng ta chuyển sang cái câu cái này dễ hiểu rồi nhá cố gắng mà tự làm trước đi rồi xem kết quả nó cũng có cái gì đó nó tương tự như hồi học dãy số mà chúng ta cũng đã học liên hợp này rồi liên hợp bậc ba có nhớ không nhìn sang đây nhắc lại liên hợp bậc 3 tí chả nhớ gì thôi hỏng. Chẳng hạn như chúng ta có căn bậc 3 của A chứa căn bậc 3 của B. Sau khi liên hợp xong thì nó trở thành gì luôn? Thầy viết tắt luôn nhé. Nó trở thành lập phương lên bỏ căn chia cho bình phương thiếu của một tổng. Căn bậc 3 của A bị bình cộng căn bậc 3 của AB nhân vào luôn. Và cộng với căn bậc 3 của B bị bình. Tức là chúng ta chia cho bình phương thiếu của một dế một tổng đây người ta gọi là bình phương thiếu này như vậy thầy xin phép là đối với bậc ba thầy viết luôn một phát sang bước này chứ bây giờ mấy giờ rồi còn viết cái nhân cái liên hợp ý vào đều cả tử lẫn mẫu ôi nó dài mất cả mấy trang giấy liền mệt lắm mấy kia một cái bài nào đó mà nó có mấy cái liên hợp bậc ba liền thầy nghĩ là chắc là các em sắm cái quyển vở nào nó rè rè vào viết mấy cái liên hợp này được chưa thế thôi viết luôn thế này không ai đi trừ điểm cả nhớ nhá mình hiểu bài ai trừ điểm làm thế này đâu có tắt không có gì phải sợ cả bỏ căn luôn đến lượt anh chàng này mũ ba lên thì vẫn là nó ở dưới mẫu mở cho thầy một cái ngoặc vuông ra cho nó đẹp a bình cộng ab tức là cái căn này nhân với một thôi cộng b bình đây rồi thôi ok rồi đến đây thì một trừ một đâm đầu chết còn có 3 x x với x cũng xiên bỏ luôn đấy nó đang đợi chờ mình rồi để mình xiên bỏ luôn thôi. vì về này x tiến về không nên chắc chắn sẽ có cùng nhân tử đó là x trừ không tức là x ấy sau khi triệt tiêu bỏ x luôn thì đến đây bài toán nó lại chỉ cần thay số rồi nó ra một luôn Những cái câu này sẽ rất dễ dàng gặp và xuất hiện trong kiểm tra nhé Cố gắng làm ăn cẩn thận giúp thầy Làm như, theo như thầy là vừa đủ Không thiếu, không dài, không ngắn Đấy chưa? Rất hợp lý Và máy tính thì cũng tất nhiên là ra rất đẹp, ra một luôn Đấy, thầy đã gài số làm sao cho nó ra rất đẹp rồi Các em nhớ đằng sau cho can cho không hoặc cộng hoặc là trừ đi một đại lượng vô cùng nhỏ khoảng 10 mũ 9 nhá nó ra đẹp nghe hoặc 10 mũ trừ 9 quên để nhớ tự biết bấm chỗ này ai cũng biết rồi quan trọng nhất là xem cách trình bày thế nào cho nó đỡ dài đi Coi như C là liên hợp bậc 3 là xong D Ui hai căn câu này nó mới đặc sản này câu này nó mới hay này câu này nó mới đặc sản này ra lớp mà gặp những cái câu mà như thế này là mục đích là người ta muốn cho em điểm nâng cao hơn một tí đấy chỉ hơi khó thôi Khó nó khó phương pháp, em không biết làm em nên nhớ là chúng ta chỉ có liên hợp bậc 2 với bậc 3 làm gì có liên hợp kiểu hỗn hợp thế này Có cái căn nào liên hợp kiểu hỗn hợp này không? Như vậy cách làm của bài này đó chính là phương pháp thêm bớt hằng số vắng Thêm bớt Phương pháp thêm bớt hằng số vắng Thực ra là cái, cái phương tên nó chả quan trọng đâu Em chỉ cần biết rằng là phương pháp thêm bớt thôi Hằng số vắng Cái gì đang vắng? Vắng cái gì? Vắng hằng số nào? Muốn tìm ra hàng số này để thêm bớt Chúng ta sẽ làm như sau Thêm bớt hàng số vắng Nhìn vào đây Các em bỏ con 1 vào đây Chúng ta sẽ thấy ngay đó là cái căn này Có giá trị bằng 2, đúng không? Em bỏ con 1 vào đây Thì chúng ta được căn vật 3 của 8 Cũng có giá trị bằng 2 Như vậy là 2 trừ 2 bằng 0 Dưới mẫu cũng không Như vậy Khi mà các em bỏ cái 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 bác một này vào trong hai căn này này mỗi một cái căn này nó nó cùng ra một cái giá trị đấy nó sẽ ra bao nhiêu thì thêm bớt chính cái số ý cái căn này nó ra bao nhiêu thì thêm bớt đúng một lượng đúng bằng cái số ý như vậy thêm bớt hai nhớ hộ thầy nhá thầy nói thế thôi tự ghi vào được chưa vậy nếu mà thêm bớt hai thì kem nhớ giúp thầy là thầy hay bớt trước rồi thêm sau nhé được chưa thấy bớt trước thêm sau để thấy tách làm tổng hai giới hạn còn bạn nào thích nhưng mà nhớ là thêm bớt kiểu gì để cho tí nữa hai cái này trừ cho nhau nó vừa đúng ra bằng không em đừng có cộng hai và em cộng hai trước là trả ra gì đâu cộng hai và tí nữa nó không tính được đâu đấy tôi nhắc lại một lần nữa đó là phải làm như thế nào cho hai cái lượng này đúng bằng nhau khi trừ đi nhau nó vừa đủ hết thì tí nữa mới ra dạng không trên không được nhớ chưa đã như vậy thầy bớt hai thêm hai vào sau đó thầy tách phân thức này ra thành hai giới hai giới hạn các thầy thấy tách chuẩn không đây tách thành đồng mẫu và thầy thu được hai giới hạn giới hạn l 1 và l 2 ôi đến đây thì quá ngon liên hợp bậc hai này liên hợp bậc ba này vừa học xong hai cái giới hạn này đều thuộc dạng không trên không hết vì chúng ta vừa ý đồ của mình là vừa thêm bớt để cho nó ra dạng không trên không mà đây bây giờ sự tự xử lý được rồi chứ Đấy hiểu chưa Như vậy cứ thế mà làm nhá Rất đơn giản thôi Được chưa Mà thầy cũng thông báo với em luôn đấy. Cái việc thêm bớt hàng số vắng này Nó cũng khá là đa dạng đấy Đây là dưới mẫu của thầy Nó mới là bậc nhất thôi Thì thầy thêm bớt hàng số Nhưng còn về sau có những cái bài dưới mẫu này Mà nó bậc cao hơn nữa lên Chúng ta còn phải thêm bớt cả một biểu thức ấy. Có những bài không phải là thêm bớt hai đâu mà có những bài lại thêm bớt x cộng 2 cơ em phải cẩn thận nhưng mà cái chuyện ý sẽ nói sau có những cái thứ nó không hề đơn giản chúng ta nghĩ đâu đây là cái dạng dưới mẫu bậc nhất thôi dưới mẫu bậc cao hơn coi chừng thêm bất cái khác <laughs> không là không 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 ra đâu em nên nhớ là có nhiều câu khó nên các em nghĩ nhiều nhưng mà các em sẽ xem cho thầy các bài đằng sau đó là các bài chuyên sâu về từng dạng một đó là giới hạn vô định vô cùng trên vô cùng này à đằng sau bài này thầy còn riêng một bài nữa chỉ xét riêng về giới hạn không trên không thì thầy sẽ xét cho em thêm nhiều bài nâng cao hơn. Còn hôm nay là đang trong bài gọi là tìm hiểu tổng quát về tất cả các dạng bài. Như vậy đây là những cái câu mà kiểu như là hay xảy ra và dễ gặp nhất thầy nói trước. Còn đi chuyên sâu hơn các em xem cho thầy các bài giải đằng sau. Kiểu gì cũng còn thầy giảng kỹ lắm, được chưa? Em nên nhớ là phương pháp nó rất là đa dạng. Nếu bạn mà uh, biết mỗi một tí tí này so các câu khác, bạn cũng thử thêm bớt thế này mà xem nó không ra. <laughs> Bây giờ câu đầu tiên đi xử lý thế này thôi. Thế mới vào cái dạng năm số nên nó khó lắm chứ không phải là cứ mỗi một câu câu nào hai cái căn cũng thêm vớt mỗi cái số ấy đã xong đâu làm gì có chuyện đơn giản thế có những bài nó thêm vớt cả biểu thức nó khó kinh lắm các em cẩn thận bây giờ mình xử cái bác l 1 trước đi mình ký hiệu giống thầy thì mình sẽ được điểm cao này bây giờ mình liên hợp nhé mình liên hợp anh chàng này thành 4 và đến đây thì mình sẽ có đó là 3x 3 x 3x 3 mình đặt 3 là chung thì mình sẽ có x 1 Mình mất thẳng x 1 rồi Như vậy là mình thay số là mình ra 3 phần 4 Đúng không? Thích thì bấm máy tính kiểm tra lại 0,75, 3 phần 4 là quá chuẩn Cái chỗ này dễ rồi Chỉ có cái gì mà học nữa L2 Đây, liên hợp bậc 3 2 mũ 3 lên hóa thành 8 khi các em trừ đi mời các em đổi dấu cho thầy hay là chuẩn bị các em quên đổi dấu đi kem là các em sai tét rồi le chỗ này là cả đời không ra này Nhớ chỗ này đằng sau trừ đi cả một cái bác này là phải đổi dấu Đến đây ta sẽ có 8 trừ 1 còn 7 7 trừ 7x Đặt 7 là chung 1 trừ x 1 trừ x, x trừ 1 triệt tiêu để lại dấu âm Đấy chưa đây, Mùa thu đi để lại lá vàng đây Đấy chưa Để lại mình để dấu trừ đây thấy chưa Còn hai anh chàng này đi thì để lại dấu trừ trước mặt số 7 đây Đến đây thì thầy bảo này Cái liên hợp này thì viết cho nó khéo nhá A bình tức là 4 này Cộng AB Cộng AB Cộng B bình này Viết hộ thầy cái liên hợp này cho nó khéo này Đừng có quên hơi dài một tí Dù sao thì đến đây chỉ có thay số thôi Kết quả là ra âm 7 phần 12 Các em tự thay giúp thầy xem đúng chưa Viết cái liên hợp này cẩn thận giúp thầy Thầy kiểm tra lại kết quả bằng máy tính thì nó ra là âm 0,583 Bằng chức năng đổi sang phân số Từ cái số tuần hoàn là thầy đã có được kết quả ngay đó là âm 7 phần 12 Các em nhìn lên bảng, các em sẽ thấy âm 7 phần 12 Như vậy làm xong thì thầy cộng hai kết quả lại Nhớ cho thầy bước này nhé Làm xong thầy cộng hai kết quả lại Thầy sẽ có L bằng L1 cộng L2 Kết quả của thầy là 1 phần 6 Các em đã rõ bài này chưa? <laughs> Nhớ hộ thầy Đây chỉ là tách giới hạn ra thôi sẽ không khó với các em đâu và cần thiết kiểm tra kết quả cuối cùng một lần nữa bằng máy tính dùng vinacan cho nó nhanh nó tính nhanh phết đấy thì nó sẽ ra là âm không à đâu nó sẽ ra là không phải một sáu quá chuẩn là 1 phần sáu bài này mà rơi vào thi và kiểm tra thì cố gắng mà ăn để lấy điểm 10 nhá chúng ta kết thúc thành công bài tập số 6 ở đây đây là một trong những cái bài có thể nói là hết sức quan trọng của phần học ngày hôm nay cảm nhớ chưa các em thân mến, bây giờ thầy trò chúng ta cùng làm uh, cho thầy ví dụ 7 Trong ví dụ 7 này, thầy xét một cái giới hạn mà có, có chứa kiểu lượng giác Nói chung là uh, lượng giác thì trong phần học của các em sẽ ít xuất hiện hơn, yên tâm uh, Thầy cũng đã dành riêng hẳn một cái chuyên đề về uh, tính giới hạn lượng giác Ở đằng sau của những bài này cơ Được chưa? Nhưng mà ở lớp có thể ít xét hơn Vì những cái phần lượng giác về sau kiểu gì người ta cũng sẽ cho nâng cao Thế thì thông thường lượng giác hay sử dụng định lý kẹp Hoặc là sử dụng một số cái... Uh, cái, cái, cái công thức đặc biệt cơ mà về sau trong phần học lượng giác thầy sẽ nói còn à, trong bài này thầy lấy một ví dụ là mẫu chúng ta có một cái giới hạn đó là lim khi x tiến về không của x nhân với cốt của 1 trên x thì bên này sử dụng cái định lý kẹp Đó là kiến thức nó hơi nâng cao mở rộng lên một tí đấy đó là phương pháp đánh giá các em thân mến rõ ràng các em có lấy trị tuyệt đối của cái hàm này cho thầy em đánh giá được trị tuyệt đối của bác này thì do cốt của 1 trên x thì luôn trị tuyệt đối của nó đấy trị tuyệt đối của anh chàng x nhân trị tuyệt đối của anh chàng cốt 1 trên x này thì cốt 1 trên x hay là mai kia kể cả có xin 1 trên x cũng thế thôi sẽ luôn luôn bé hơn hoặc bằng 1 trừ 1 đến 1 mà Thế trị đối của nó bé bằng 1 như vậy ta đánh giá được trị đối của anh chàng này luôn luôn bé hơn hoặc bằng trị đối của x với mọi x khác không nhé đang xét x tiến về 0 mà thế nên là đang không xét x bằng 0 ở đây với mọi x khác không từ đây theo cái phương pháp khai triển ra Chỉ đối anh chàng này bé hơn chỉ đối của x Thì có nghĩa là anh chàng này kẹp giữa từ Trừ chỉ đối của x đến chỉ đối của x Chuẩn chưa? Đúng không? Chỉ tuyệt đối của A bé B thì A nằm giữa trừ B đến B mà Mà các em lại biết thừa là giới hạn của trừ chỉ đối x và chỉ đối x khi x tiến về 0 Ô nó toàn bằng 0 đấy thay không vào mà nó hữu hạn trong trường hợp này nên đây anh cả anh ba đều tiến về không rồi thường những giới hạn dưới lượng giác này rất đặc biệt nhé nó cũng theo định lý kẹp đó nó tiến về không luôn xong nhớ cho thầy cái này đấy có một số trường hợp thì giới hạn lượng giác sẽ có thể có cái trường hợp không tồn tại giới hạn đấy nhá thí dụ có những cái câu như là em xem đi về trong phần bài tập về nhà thầy có cho đó là có một số cái câu như là cái gì nhỉ xem có cái câu đó là sin của 1 trên x ấy, hay là cốt của 1 trên x thôi thì có những cái trường hợp sin cốt đứng một mình này, này rất có thể có trường hợp là không tồn tại giới hạn đấy không phải lúc nào nó có giới hạn đâu có một số giới hạn mà sin cốt đứng một mình này nó có khi nó không có giới hạn cơ thì em có thể xem cái cái cách chứng minh không có giới hạn ở phần đầu tiết học thầy có dạy em bằng phương pháp định nghĩa lấy hai dãy số bất kỳ tiến về không ấy chẳng hạn thay vào sẽ ra những kết quả giới hạn khác nhau xem thử hộ thầy nhé. Đây là những kiến thức nó hơi chuyên sâu hơn một tí, khó hơn một tí thôi. đó. và lượng giác sẽ được xét riêng hẳn một tiết yên tâm. về sau nó còn nhiều câu lượng giác nó khó lắm. vì các em cũng ngày xưa học rồi, tôi biết là khó rồi. thế thì câu này khi bấm vào máy tính, Thầy phát hiện ra là khi thầy cho vào Vinacan thì không biết là có phải là bấm nhầm hay là, uh, hay là máy tính này nó không tính được. mà khi cho vào Vinacan thì cái này nó báo lỗi. đằng sau thấy cho không rất rõ ràng rồi nhưng rất tiếc là máy báo lỗi không tính được khi mà thầy để nguyên lim mà thầy thấy nó báo lỗi thì thầy quyết định là thầy bỏ lim thầy không không không, không dùng lim nữa thì thầy quyết định là thầy chỉ bấm như thế này thôi và thầy quyết định lại can theo kiểu sấp xỉ dùng clc can cho không cộng với khoảng uh, nhưng mà riêng cái lượng rác thì đừng có cho nhỏ quá nếu mà cho 10 mũ trừ chín này thấy nó không ra thầy lại khéo léo là thầy lại cho nó vừa đủ ít số không thôi thầy không cho hẳn nhỏ quá nữa thì cho 1 phần triệu thôi Khi thầy cho 1 phần triệu có nghĩa là thầy can cho 0 cộng với 10 mũ trừ 6 Thì kết quả nó lại ra nhé Các em cẩn thận, mọi phương pháp nó chỉ là tương đối thôi đấy nhé Coi chừng đấy Không phải là bảo báo lỗi nó không ra, không phải đâu nó vẫn ra Thế này Như vậy là cái lượng rác đôi khi nó hơi đặc biệt hơn tí nhỉ Thế này, nó ra sấp rất nhỏ Coi như là không Ấn vào nút không độ ấy, ấn vào nút độ là nó sẽ ra không hết Như vậy dù sao là thôi cũng vẫn đọc được nhưng mà trong trường hợp này thầy cho nó, 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 không nhỏ quá là được em thấy chưa lắm khi nó cũng phức tạp hết ấy, đơn giản để kiểm tra lại được kết quả mà cũng nguy hiểm còn nếu mà nó cứ toàn báo lỗi một cách loạt liên tục bấm vào cho bao nhiêu toàn lỗi hết thì rất có thể là không tồn tại giới hạn cũng nên ý, đùa thôi ở ờ, nhưng mà trong những cái trường hợp mà không tồn tại giới hạn thì không phải lúc nào máy cũng đọc được đâu vì nhỡ có trường hợp máy đọc ra có trường hợp máy không đọc ra thế nên là cách tốt nhất để chứng minh nếu như một cái bài dính vào lượng giác mà không tồn tại giới hạn ấy, em sẽ xét cho thầy hai dãy số x xn in nào đó. Được chưa? Đảm bảo thỏa mãn điều kiện tiến về không và em bỏ nó vào hàm số hộ thầy. Em sẽ tính nó ra các kết quả giới hạn rất khác nhau. Xem lại phần đầu cho thầy là kết thúc, được chưa? câu này chỉ gọi là mở rộng kiến thức nâng cao thêm, Biết đâu lại mai kia lại đi thi để 10, thật mà, 10 ấy chứ. Các bạn kem yêu quý, bây giờ thầy trò chúng ta cùng chuyển sang nội dung thứ ba cũng khá là hay và quan trọng trong phần giới hạn hữu hạn của hàm số. Đó chính là giới hạn một bên và sự tồn tại giới hạn. Thế nào gọi là giới hạn một bên? Chúng ta sẽ đi vào cái định nghĩa. Thực ra thì hoàn toàn tương tự như là giới hạn tại một điểm x0. Thì giới hạn một bên cũng là giới hạn khi mà x tiến về x0 nhưng có xét đến cái cái giá trị của x0 tức là có xét đến cái hướng tiến đó là tiến từ bên trái x0 hoặc tiến từ bên phải x0 sang khi mà tiến về một điểm thì nó có nhiều hướng tiến theo các cái con đường khác nhau mà nhưng giới hạn chỉ được phép chỉ được tồn tại trong trường hợp mà mọi hướng tiến nó đều phải cùng ra một con số nó cùng phải ra một kết quả giới hạn duy nhất thì giới hạn đó mới được coi là tồn tại đó bởi thế bây giờ chúng ta sẽ có một cái định nghĩa như sau hàm số f xác định trên một cái khoảng có thể là nhỏ nhỏ mà khoảng này là khoảng bên phải điểm x0. Đây, xét trên khoảng từ x0 đến b. B thì coi như là một số hữu hạn nào đó đi, khoảng này chúng ta cứ coi như là nhỏ hay lớn tùy ý. Nhưng mà không không phải là quá vô cực là được. Mà b là một cái số nào đó, miễn sao là chưa dần tới vô cực. Còn nếu mà b này mà tính là dương vô cực thì coi như thành giới hạn khi x tiến đến vô cực rồi. Thì cái đó, cái đó còn đằng sau bài này cơ, đó là giới hạn vô cực. Thì chúng ta đang xét trên một cái khoảng bên phải Điểm x0 Và giới hạn này Người ta gọi là giới hạn của fx Khi x tiến về x0 cộng Người ta đánh dấu cộng ở trên Ý muốn nói là X là một số lớn hơn x0 một tí Nhưng càng ngày càng tiến sát về x0 À đấy Nó sẽ có giá trị bằng L khi và chỉ khi Với mọi dãy số xn bất kỳ Miễn sao dãy số xn này Thỏa mãn điều kiện là lọt vào trong cái khoảng này Và tiến về x0 thì ta luôn có lim của f xn bằng l. Về mặt định nghĩa thì hoàn toàn tương tự như là cái giới hạn tại một điểm. Có điều là bổ sung thêm rõ thay đổi cái khoảng xác định trên này đi thôi. Và thêm cái ký hiệu mới một tí vào thôi. Được chưa? L nếu tồn tại gọi là giới hạn bên phải. Hoàn toàn tương tự nếu chúng ta xét hàm số trên một cái khoảng bên trái điểm x0 ta sẽ có giới hạn trái đây là giới hạn bên phải nhé, Các hiểu thế nào bên phải không? Được chưa? Giới hạn bên trái Chúng ta xét hàm số fx trên một cái khoảng nhỏ là từ a đến x0 Tức là khoảng bên trái không. Giới hạn này được gọi là giới hạn x tiến về x0 trừ Tức là trừ ý không phải là âm luôn nhé Đừng có nói với thầy trừ là dương là cộng âm là trừ có phải là âm đâu Trừ này là nhỏ hơn một tí Hiểu không? Đó chứ không phải không mai kia đọc là âm đúng không phải đâu Được chưa? Giới hạn này bằng L khi và chỉ khi với mọi dãy số xn thỏa mãn điều kiện này và có tiến về x0 thì giới hạn này chúng ta có lim của f tại xn sẽ tiến về số L. Giới hạn này nếu tồn tại gọi là giới hạn trái. Về mặt định nghĩa thì không cần phải để ý quá nhiều, chỉ cần phân biệt được rằng bây giờ nó có cái hướng tiến nữa. Được chưa? Nó có cái hướng tiến nữa thôi. Chẳng hạn khi tính giới hạn tại x bằng 0 Thì có hai hướng tiến Tiến sang từ bên trái Hoặc tiến sang từ bên phải Đây Đấy Thì có phải là chúng ta đang xét hướng tiến từ bên trái sang Và hướng tiến bên phải sang Có rất nhiều các hướng tiến khác nữa cơ Đây là tiến từ trái sang tiến từ phải sang Em sẽ nghe rõ chưa? Ôi giời ơi, thực ra thì nó cũng rất là đơn giản Cũng giống như là, thầy nói thật với em Cứ như giống như là em đi học về ấy mà Đây là nhà em ở đây Đây, nói chung là cứ đường đường chính chính thì Em cứ đi thẳng về nhà Theo đúng một con đường thẳng em đi thẳng về nhà luôn là xong Em là x, đây nhà em x không, Em cứ đi thẳng về nhà từ x tiến đến x0 Rồi nó sẽ tiến về một cái kết quả nào đó là, 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 là l Ví dụ như thế Nhưng mà coi chừng mai kia em không thích đi về nhà Bằng các cái con đường thẳng tưng này nữa Bây giờ em bảo rằng là bây giờ đi các con đường khác nữa thì dạng nó có tồn tại không? Được chưa? Thì rất có thể em lại đi từ một cái ngã ba ngã bảy nào đó em lại vèo sang từ hướng bên trái nào đó. Thế này, em xuất phát từ một cái phía bên âm âm nào đó này. Thì chỗ này trong trường hợp này, nếu thầy coi như cái điểm này là x0 này là bằng 0 đi. Thì có phải là chỗ này là hướng tiến thẳng một phát là x tiến về x0 không? Còn đây là chính là x tiến về x0 trừ không? Còn đây hướng tiến sẽ đây thì gọi là x tiến về x không cộng thì còn cái gì nữa đây em tiến từ bên trái thì gọi là giới hạn trái em tiến từ bên phải và giới hạn phải nhưng kết quả nếu có tồn tại thì phải cùng là một số l nào đó chuyện gì xảy ra nếu như em đi về nhà bằng hai phía bên trái với bên phải mà nó lại ra những kết quả khác nhau thì sao chuyện gì xảy ra đến lúc đó người ta nói là không được đã tiến về cùng là về nhà rồi thì phải đi con đường nào cũng phải về đến nhà tức là cùng phải dạy l là, coi chừng đi bên trái và đi bên, bên phải mà một là không về được đến nhà là một hai là lại đi về hai nhà khác hẳn nhau thì coi chừng lúc ấy không về được đến nhà lúc đó người ta nói không tồn tại giới hạn từ đây nhờ vào cái 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 giới thiệu này của thầy mà các em có một cái rất quan trọng như sau đó chính là định lý về sự tồn tại giới hạn cái định lý này hết sức quan trọng các em nhớ ghi cho thầy để mai kia coi chừng định lý này nó 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 sẽ làm cơ sở nền tảng để học các cái bài hàm số liên tục về sau đấy nó có vấn đề về sau nó tương tự thì nhớ cho thầy hàm số lim hàm số f có giới hạn tại điểm x không mà có giá trị bằng l tiến về l thì giới hạn trái và giới hạn phải của nó cũng phải có giá trị bằng l hai cái này có tính chất tương đương hai chiều nếu tôi tính dưới hạn trái dưới hạn phải cùng ra một số L thì tôi tiến thẳng về nhà tôi là cũng bằng L Ngược lại, nếu tiến về nhà tôi đã bằng L rồi thì tôi thích tiến từ hướng nào về tôi phải cùng một cái giá trị ý Chú ý, nếu hướng tiến bên trái, lim trái và lim phải của tôi mà khác nhau Được chưa? Thì tôi không về được đến nhà đâu Tại vì hai con đường, một đường đi ra chợ, một đường đi ra ngoài cầu ao thì thôi rồi hỏng, không không về được đến nhà rồi Đấy, khác nhau là không ổn Hoặc một trong hai giới hạn này không biết được tiến về đâu không tính được <laughs> có những bài còn không biết tính được về đâu một trong hai giới hạn trái hoặc phải không tồn tại không biết tiến về đâu cơ có những bài có tiếng không biết tiến về đâu thì kết luận đó là không tồn tại giới hạn này như vậy đi thi nếu người ta yêu cầu chứng minh tồn tại giới hạn thì bạn phải tính được hai cái này bằng nhau còn chỉ cần xảy ra một trong hai điều này thôi thì là không tồn tại như vậy lại có thêm một cách nữa để chứng minh không tồn tại giới hạn bằng cách sử dụng định lý giới hạn một bên Nhớ cho thầy nhá Quan trọng lắm đấy Cái này mai sau so về không chỉ thi học kỳ mà thi đại học nữa Được chưa Cái rất quan trọng kể cả về sau em học toán cao cấp trên đại học Vẫn còn phải học cái này ấy chứ Em không học cẩn thận cái này mới kia là hỏng đấy Nhớ chưa đấy, Rất là đơn giản thôi Cái này chắc chắn là hiểu bài rồi đúng không Bây giờ ta làm ví dụ nhá Ok